Xin chào chị em và các bạn. Theo cầu của các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn bài giải muốn học hỏi tìm sâu bao nhiêu. Bài này gồm 118 bước. Và bây giờ vào phần đếm bước. Câu 8 đầu tiên bắt đầu chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu thứ 2, chân trái. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu thứ 3, bắt đầu chân trái. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang câu 5, bắt đầu chân chân phải. 5 2 3 4 5 6 7 8. Mình sẽ bước lại câu này nhé. 5 2 3 4 5 6 7 8. Câu 6, chân trái. 6 2 3 4 5 6 7 8. Câu 7, chân trái. 7 2 3 4 5 6 7 8. Câu 8, chân trái. 8 2 3 4 5 6 7 8. Câu 9, từ chân trái. 9 2 3 4 5 6 7 8. Sang câu 10, 10 2 3 4. Bây giờ mình sẽ bước lại một lần nữa nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. 5 2 3 4 5 6 7 8. 6 2 3 4 5 6 7 8. 7 2 3 4 5 6 7 8. 8 2 3 4 5 6 7 8. 9 2 3 4 5 6 7 8. 10 2 3 4. Bây giờ vào phần sấp và đan, mình sẽ bắt đầu bằng chân trái. Mình sẽ bắt đầu từ chân trái và đi sang cánh trái nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và bây giờ mình sẽ sang câu 8 thứ 2. Mình sẽ nhấc cái chân phải bước và xoay dần về đằng sau. 2 2 3 4 5 6 7 8. Mình sẽ bước lại nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ mình sẽ có hai bước phụ bắt đầu chân phải để sang cái câu 3. Mình có hai bước phụ nha, bắt đầu chân phải này. 1 2. Và bây giờ mình sẽ bước chân phải này, câu 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sang câu 8 thứ 2 là mình chân trái mình đá. 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu này mình đặt đá như này nhỉ. 2 2 3 4 5 6 7 8. Sang câu cuối cùng
bắt đầu. Chân trái hai bước đi bộ và sau đó mình sẽ bật. Bắt đầu chân trái này. 1 2 nhún cái và bắt đầu mình sẽ bật này. 3 4 chân trái dưới nha, chân trái dưới. 5 6 5 6 và bây giờ chân phải dưới. 7 8 chân trái lại xuống dưới và mình sẽ xoay. Mình sẽ bật lại nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 và xoay lại. Bắt đầu đi lại từ đầu. Bây giờ mình sẽ bước lại cái khúc các bạn đang nhé. Bắt đầu chân trái này, mình đang đứng tư thế như này và mình sẽ bắt đầu bước. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 và 7 8 và xoay. Các bạn lưu ý cái bật này mình sẽ bật đầu tiên là 1 2 3 này, 3 này. 4 là bật sau. 4 chân trái bên dưới. 5 6 bây giờ chân phải dưới. 6 7 8 bây giờ chân trái ở dưới. 8 và mình sẽ xoay nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài muốn hỏi thành số bao nhiêu. Chúc các bạn thành công và các khi các bạn nhảy sẽ bật cái bài mà cùng hướng của mình để nhảy theo nha.